Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đam Mê Cá Vàng. Trong video ngày hôm nay, trong vlog ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái quá trình. Nói quá trình thì nó dài quá, thật ra là một chặng đường gồm có 8 ngày. Đam Mê Cá Vàng hỗ trợ một chị chữa lành cho một chú cá binh bông bị xuất huyết hơi nặng và bị bơi ngửa. Thì thông qua video clip này, mình hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để mà chữa bệnh cho chú cá yêu của mình nha. Ok, let's go. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2023 thì bên Đam Mê Cá Vàng nhận được một thông tin, đó là có một chú cá của một chị ở Nha Trang bị xuất huyết nặng và bị chổng nặng. Có nghĩa là cái phần bụng của, do là chú cá này rất là hấu ăn và ăn rất là nhiều, là chú cá binh bông nữa, nên là đã gây chổng và chú cá bơi ngửa không thể nào lật lại. Bởi vì khi bơi ngửa như vậy thì là sẽ khiến cho phần bụng của chú cá tiếp xúc với môi trường, không có tiếp xúc với nước và dẫn đến khô. Và sau đó thì dẫn đến xuất huyết. Theo kinh nghiệm của mình, từ trước tới giờ mình tư vấn cho khách và thì mình thấy rằng những cái chú cá binh bông khi mà bị bệnh, nhất là những bệnh về liên quan tới chổng, thì khả năng để mà và tỷ lệ để mà chữa khỏi rất là khó. Bởi vì cái gen của chú cá binh bông mình nhận thấy rằng nhìn chung đều là có một cái gen rất là yếu. Nhưng mà dù như thế nào thì khi mà chú cá đó vẫn còn sống thì bên mình đều cố gắng hết sức để có thể tư vấn. Và dù là bên mình tư vấn nhưng mà 100% đều nhờ vào sự tỉ mỉ, chịu khó và kiên nhẫn của chủ nhân để có thể làm theo những cái hướng dẫn của mình khi mà tư vấn từ xa, tư vấn online. Đầu tiên thì mình có hướng dẫn chị là hãy tách chú cá ra riêng để mà chữa bệnh và ngâm cá trong nước muối với nồng độ là 0,5%, tức là 5g muối cho 1 lít nước, và xịt trực tiếp methylene, gọi là xanh methylene, vào trực tiếp vết thương của cá và để sủi mạnh như vậy. Và lưu ý là mỗi ngày cần phải thay nước đều đặn và thay nước 100% luôn. Và lý do vì sao trong những ngày này cần phải thay nước 100%? Bởi vì trong những ngày đầu chữa bệnh cho cá, khi mà ngâm cá với nước muối thì cá nó sẽ thải ra rất là nhiều chất nhầy và khiến cho nước bị bẩn rất là nhanh. Vì vậy bạn cần phải thay nước 100% nước cho cá. Ngày đầu tiên là mình nhận được những cái video và hình ảnh như sau. Đây là tình trạng ngày đầu tiên của chú cá. Các bạn có thể thấy rằng cái vết mà chú cá bị xuất huyết thì rất là nặng luôn, mà nó bị thâm luôn á. Và sau khi mà mình hướng dẫn cho chị ngâm methylene, mình thấy rằng chỉ trong vòng từ sáng tới chiều thôi thì cái vết bầm của cá đã dần mất đi và chỉ còn cái vết đỏ thôi. Vào ngày thứ hai, tức là ngày thứ hai trong quá trình chữa bệnh là ngày 4 tháng 8, thì tình trạng vết xuất huyết của cá đã đỡ hơn. Mình có để hình before và after, nghĩa là trước sau khi mà ngâm chữa bằng cách là ngâm muối và xịt trực tiếp methylene vào trong vết thương của cá. Tuy nhiên vào giai đoạn này thì ngày thứ hai trong quá trình chữa bệnh thì cá vẫn bơi ngửa và không thể lật lại được.
Trong giai đoạn này thì là chỉ có sử dụng bơm Yakun để mà hỗ trợ cho cá, để mà cho cá tiêu hóa nhiều hơn. Vào ngày thứ 3 trong quá trình chữa trị, đó là ngày 5 tháng 8, thì các bạn có thể nhìn thấy rằng mình sẽ để 3 tấm hình ha. Tấm hình ngày 3, ngày 4 và ngày 5. Thì các bạn quan sát có thể nhìn thấy rằng cái vết xuất huyết của cá được giảm đi rất là nhiều. Tuy nhiên thì cá vẫn còn bơi ngửa và chị vẫn điều trị bằng Yakun. Do lúc này thì Đam Mê Cá Vàng chưa có gửi cacao kịp đến chị. Tuy nhiên mình muốn giải thích với các bạn là cái tác dụng của Yakun chỉ có tác dụng là thúc đẩy tiêu hóa cho cá thôi, tức là sẽ khiến cho cá mau tiêu hơn sau khi ăn, chứ Yakun không có tác dụng chữa lành và không có tác dụng là sẽ gọi là đào thải những cái chất độc trong cơ thể của cá khi mà cá bị bệnh khó tiêu hoặc là cá bị chổng. Đây là những hình ảnh của ngày thứ tư. Ngày thứ tư trong quá trình chữa trị thì bệnh xuất huyết của cá đã giảm được 70% và tuy nhiên thì cá vẫn còn bơi ngửa. Và lúc này thì chị vẫn tiếp tục điều trị bằng xanh methylene và bạn thấy rằng cái vết xuất huyết nó giảm đi rất là đáng kể luôn và không còn những cái vết đỏ và thâm như là những ngày đầu nữa. Tiếp
theo là ngày thứ 5 trong quá trình điều trị. Thì vào ngày này chị đã nhận được ca cao từ Đam Mê Cá Vàng gửi từ Hồ Chí Minh về Nha Trang. Ý da, cái đèn của mình nó bị rớt. Vì vậy mình cần phải song song việc điều trị ngoài da và điều trị ở trong nội tạng của cá. Mình đã hướng dẫn chị là lấy một cái ống xin lanh và sau đó pha dung dịch ca cao ra và bơm vào miệng của cá để cá dần dần hồi phục nội tạng bên trong, và đồng thời là bên ngoài mình có thể chữa trị bằng cách là xịt methylene vào trực tiếp vết thương của cá và ngâm cá trong nước muối để có thể là hấp thụ, cho cá hấp thụ và thải ra những cái chất độc trong cơ thể của cá. Vào ngày 6 tháng 8 thì các bạn thấy rằng cá đã bắt đầu bơi được một ít rồi, có thể tự bơi được. Và vào ngày này thì sau ngày đầu tiên ngâm cacao thì cá đã đi phân ra cái bọt khí rỗng. Điều này thể hiện là hệ tiêu hóa của cá có vấn đề và cá bị chứng khó tiêu và đang dần dần thải khí ra ngoài bằng phân. Vào ngày thứ 6 thì chị vẫn duy trì ngâm cá với nước muối, trị vết thương bằng methylene và bơm dung dịch cacao. Trong cái clip này thì cá có lúc bơi úp, có lúc bơi ngửa. Bạn có thể thấy rằng cá thải phân ra rất là nhiều. Lúc này là chị có hỏi bên mình là bây giờ chị cho ngâm muối thôi chứ không có cho bơm cacao cho cá được không. Nhưng mà bên mình vẫn khuyến khích chị là duy trì đều đặn bơm cacao cho cá để cá thải phân và độc ra ngoài. Bởi vì mình biết rằng là cacao có tác dụng rất là tốt trong việc chữa lành nội tạng cho cá, nên việc kiên trì và duy trì rất là quan trọng. Lúc này là chị bơm cacao vào trong miệng cá thì nó ra cái nước lâu nâu như vậy này các bạn. Các bạn lưu ý là nếu mà đối với trường hợp các bạn ngâm cacao cho cá đó nha, thì bạn bắt buộc phải có oxy 24/24. Là bởi vì á, nếu mà các bạn không mở oxy hoặc là sơ suất oxy bị tắt do mất điện hoặc một lý do nào đó thì chắc chắn cá sẽ không có đủ oxy để thở, do bột cacao nó sẽ hút rất là nhiều oxy. Cũng có rất là nhiều những cái trường hợp các bạn chữa cho cá là bằng cách ngâm cacao nhưng mà các bạn lại không mở oxy, đã khiến cho cá bị chết và do không có oxy. Sau khi cho ngâm cacao một ngày thì chị tách ra nước sạch và pha muối với nồng độ là 5g muối trên 1 lít nước. Lúc này là chị vẫn đang lo lắng với cái việc mà bởi vì chị bơm cacao vào trong miệng của cá thì là cacao khi mà bơm á thì cá nó sẽ không thể nào mà uống hết cacao được đúng không? Cũng phải có một cái phần cacao nào đó nó hòa trộn vào trong nước. Và cái methylene chị xịt trực tiếp vào trên cơ thể của cá nó cũng bị dính vào nước luôn. Thì lúc này là chị đang rất là lo lắng về việc mà ngâm cacao với muối methylene chung. Bởi vì trong một cái clip của Đam Mê Cá Vàng mình có hướng dẫn là các bạn không được ngâm cacao với hóa chất khác và muối. Tuy nhiên với chất methylene á, khi mà bạn xịt vào trong vết thương của cá thì sau 15 phút nó sẽ tự động bốc hơi. Muối thì là để cho cá hấp thu và chữa lành. Cả hai đều không phải là hóa chất nên là mình vẫn khuyến khích chị theo liệu trình cũ. Và mình muốn giải thích một tí xíu về một cái clip mình đã nói là không được ngâm cacao với các hóa chất khác. Thì mình biết rằng hiện tại ở trên thị trường có rất là nhiều loại hóa chất, có nhiều loại hóa chất để chữa bệnh cho cá. Thì nếu mà các bạn có sử dụng cacao, bên mình á, mình thật sự chia sẻ rằng các bạn không được ngâm cacao với những hóa chất khác bởi vì nó có những biến chứng mà mình không thể nào biết được.
Vào ngày thứ 7 trong quá trình điều trị thì cá đã hết xuất huyết, ra phân rất tốt và giảm quê ngửa. Ngày này thì chị vẫn ngâm muối cho cá và xịt methylene lên người cá. Và tối thì chị sẽ vo tròn cacao lại thành những viên nhỏ và cho cá ăn. Và đây là phân của cá vào ngày thứ 7. Vào ngày thứ 7 sau quá trình điều trị, các bạn có thấy rằng màu đen của cacao không? Và phân thải ra của cá đã không bị bong bóng nữa. Vào ngày thứ Vào ngày thứ 8 trong quá trình điều trị thì cá đã hết xuất huyết và hết bơi ngửa. Bạn thấy rằng qua clip này thì cá đã bơi lại bình thường, bơi nhanh và theo chị nói rằng cá rất là hấu ăn và còn dành ăn nữa. Và phần xuất huyết đã giảm rõ rệt gần như là 90%, còn lại cái vết sẹo để chờ ngày lành nữa là ok. Vậy là trải qua 8 ngày, chú cá bên bông này đã có thể vượt qua được bệnh xuất huyết và bệnh bơi ngửa. Đối với bệnh xuất huyết, bệnh ngoài da thì mình có thể rất là dễ chữa. Tuy nhiên, đối với kinh nghiệm tư vấn của mình thì mình thấy rằng cái bệnh bơi ngửa rất là khó chữa. Thì thông qua video này, mình muốn một phần mình muốn chia sẻ với các bạn những cái cách và những cái điều lưu ý trong quá trình chữa bệnh cho cá. Và một thông điệp nữa mình muốn chia sẻ với các bạn đó là trong quá trình chữa bệnh, sự kiên trì và sự theo dõi chú cá rất là quan trọng. Mình hy vọng rằng sau video này thì các bạn sẽ cảm thấy vui hơn hoặc là thích thú hơn trong việc chăm cá và cũng như yên tâm hơn trong việc chữa bệnh cho cá nha. Cảm ơn các bạn đã xem cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.